Bữa nay đang tiếp tục đặt chuột cả nhà. Bữa nay đặt với là 25.7 nha. Đây, mồi là mồi hai mì nha cả nhà. Bữa nay đang đặt 25.7 nha cả nhà. Hiện tại là đang đặt theo bờ kinh nha cả nhà. Theo bờ kinh này vô cục đất quang trong kia nha. Trong kia có mấy miếng đất quang. Năm rồi đang đặt là cũng có chuột cả nhà. Hôm nay không biết sao nữa. Bây giờ ghé địa điểm chỗ này có đám cỏ nè. Tình hình khả năng là có cấm cao lắm nha. Thấy cũng im lắm. Nên dân sẽ đặt đây trước nha. Bây giờ dân sẽ đặt nha. Rồi tối nay dân mời mọi người cùng đi thăm chuột với dân nha. Đây cả nhà. Vì là xong cái bẫy chuột rồi cả nhà. À, dân đặt như vậy nè cả nhà. Cái miệng vô trong nha. Dân đặt là chét xin non rồi cả nhà. Đó xin non nè. Dân gắn ít lúa với thêm mì. Đó, dân cắn hai bên cỏ đó, như vậy là xong một cái gặp chuột nha. Quan trọng nhất là mình phải đi hai cái phen nha. Nếu mà nó đập được xuống đó, mà không cái hai cái phen là không đốt xuống là sảy nha. Rồi, vậy là xong một cái cả nhà. Tiếp tục cái tiếp theo nha. Nè, cả nhà. Cả nhà coi cái đường cống nó đi nè cả nhà. Đây. Cả nhà. Cả nhà thấy gió nó đi không? Nó bự năng nè cả nhà. Cả nhà đi quá trời luôn rồi. Đây. Dấu nó lắc lức hết cả nhà. Cả nhà coi đường nó đi nè. Đây, cả nhà thấy không? Ôi, nó đi theo dài cỏ nè cả nhà. Dài cỏ theo mấy bờ nè. Mình đặt trong khu vực này nha. Thấy vậy mình cút đen cái nha cả nhà. Đó. Cả miếng lúa cả nhà, nó đi nát bấy hết cả nhà. Nhà coi nó đi năng ốc nè. Năng ốc nó để lại cả nhà thấy không? Nó là mấy cống đó nha. Đây. Hy vọng tới nay sẽ dính đó nha. Thấy đường là yếu, đường bén lắm nha. Đường là khả năng nó đi cao lắm đó nha. Nhưng mình không biết có không đây nữa. Bây giờ mình đặt được nửa bảy cả nhà. Đặt được 12, 13 cái, còn mười mấy cái nữa. Để giờ mình tranh thủ nha. Chào buổi tối mọi người nha. Thì hồi chiều dân có đặt 25 cái bẫy cả nhà. Giờ này cũng 8 giờ mấy rồi nên dân sẽ đi thăm cả nhà. Như là 8 giờ rưỡi rồi cả nhà. Bữa nay thăm hơi trễ nha, tại thăm con cử nên thăm hơi trễ xíu. Thăm cử này vừa sáng mình cuốn luôn nha cả nhà. Bây giờ mình tiến hành đi thăm bẫy nha. Trời thì bữa nay có trăng cả nhà. Nè cả nhà. Trời thì có trăng nữa nha, không biết thế nào đây nha. Không biết bữa nay nó có chạy chuột nhiều không nữa. Mình dài tới đây đậu luôn nha cả nhà. Vô cái đầu tiên nha, cái đầu tiên dân đặt trong cái chậu luôn nè. Ôi không sạch rồi cả nhà. Ở đây dậm vô thấy cả nhà. Đi thăm cái tiếp theo nha. Cái đầu tiên không sạch rồi cả nhà. Phải hiu quá. Thăm đây trước nha. Chiều đặt rồi ta. Đây. Ôi, không sập rồi cả nhà. Chưa có dấu hiệu gì trên cả nhà. Đây, không sập rồi nha. Tiếp tục. Dưới đây một cái nữa. Chỗ đám cỏ sát mới xong. Ôi, lú càng cả nhà. Cái con gì đây? Chín rồi nha. Đó, sạch cả nhà. Ô, chuột cơm cả nhà. Chín một con chuột cơm nha. Đây cả nhà. Ít ra phải vậy chứ. Đây cả nhà. Một con chuột cơm nha. Đó. Con đầu tiên. Một con chuột cơm đầu tiên cả nhà. Rồi nãy giờ bỏ nó vô lòng nha. Nhà dần bỏ vô lòng nha cả nhà. Quên là chơi lúa bỏ lúa cả nhà.
Rồi 47 người dính con chuột cơm. Cái này có chăng làm gì nó không chạy hung cả nha. Cái nha, mình mới đặt lại nha. Giờ bỏ lúa vô nha. Chị là xong cả. Cái việc đợi sáng lụm thôi cả nhà. Đây mình còn hai trái nữa nha. Đặt sát bên nè. Đặt ở đây rồi giờ về qua đây. Cái này như thế nào đây? Chiều đặt ở đâu ta? Đây, sập lại cái này. Con gì đây? Chục cơm nữa cái này. Đây. Chục cơm nữa nha, một con chục cơm nữa. Hai. Cơm cả nhà. Đây, bên này chắc ngay luôn chuột cơm quá cả nhà. Bây giờ hai con là chuột cơm không à. Thôi, để dân bỏ vô luôn nha. Và tiếp tục nha. Hồi chiều ở đây dân có đặt con cái nữa cả nhà. Hình như là bên đây nè cả nhà. Đặt cái góc này nè. Hồi chiều dân có đặt đây con cái nữa. Thấy có dấu nó mòi mòi nè. Đây nè, không ta, đúng rồi, sập không, sập ở nhà. Ê, đúng kinh đây. Còn gì đây? Giống cống quá gì ta? Giống cống quá cả nhà. Đây nè, không ta. Ôi, cống cả nhà, đây. Quả đã, bự nghe. Thôi ôi, vô móc chưa ta. Bự cả nhà. Ôi, vô móc rồi cả nhà. Đây. Mình thấy cho cả nhà coi nha. Con cống này khá to nha. Ôi ôi. Quá đã cả nhà. Sướng ghê chưa? Sao nó hiền khô vậy ta? Nó không gầm gừ chứ ta. Nè cả nhà. Ôi ôi. Trời ơi, bự nghe. Thôi thôi. Vô một cái nó muốn quay đầu không được luôn cả nhà. Nè cả nhà. Đã chưa cả nhà? Ôi ôi, sướng con cống ghê chưa? Quá đã cả nhà ơi. Thứ nào chịu nổi không? Quá đã. Có lý rồi nha. Nè. Ôi ôi. Con chuột này mập luôn luôn cả nhà ơi. Con này có 700 lạng nữa cả nhà. Cả 700 gram nha. Quá trời bự cả nhà. Thôi, cho nó vô nha. Đi qua thăm nha. Ôi sập rồi cả nhà. Ôi một con chuột cơm cả nhà. Dính này. Thấy dính rồi đó. Khui hàng. Chuột cơm chà bá luôn rồi cả nhà. Đây. Nó dò mình nè. Đây. Con chuột cơm kia con chuột vàng đó cả nhà. Bự nha. Ừ nha. Thôi ơi. Quá đã. Ừ, con này là con thứ tư rồi nha. Im rồi đó. Rồi, để mình gỡ nó cái rồi mình đặt nó nha. Rồi mình tiếp tục nha. Ôi, dính nữa cả nhà. Dính nữa, hình như một con chuột cơm nữa cả nhà. Mình đem lên đây coi. Khui hẹn. Đây, một con chuột cơm nữa cả nhà. Một con chuột vàng nha. Một con chuột vàng nữa cả nhà. Mình gỡ nó nha, rồi mình đặt lại. Chiều như đang đặt lên cái. Ôi, một dính cả nhà, một con chuột vàng. Đây cả nhà, dính nha. Chuột vàng cả nhà.
cá chuột là vui à, đỡ là không dính. Tới đây này, đây mình đặt cái nữa nha. Thế nào đây? Lùm cả nhà. Dính này, cống này. Quá đã cả nhà ơi, mày thả bưởi. Bự nha. Ui, cũng vừa cả nhà, không bự không. Ôi, con nó mới ậy luôn cả nhà. Đây, một con nha. Quá. Quá trời con cống. Đây nha. Quá đã. Được con cống thứ hai rồi nha. Ấm mày. Là chiều giống này im quá nha, hồi chiều mình thấy phân nó mới đi luôn, ai ngờ tối nó đi lại thiệt cả nhà, dính luôn. Mà đã. Như cần cần ở đây mình có một cái nữa không nha. Không biết đặt chỗ nào ta. Như là đặt này nè, này. Như cần cần mình có một cái nữa cả nhà. Hình như mình đặt vào đây cả nhà. Đúng rồi, đây nè. Ê, sụp sạch cái này, dính rồi đó. Mình mới thấy như bắt cái lòng rồi đó. Nhưng lòng biết con gì đây. Ê, cổng cả nhà ơi. Ôi, trời ơi, có lý nữa cả nhà ơi. Ừ nữa cả nhà ơi. Cả nhà. Ôi, ôi. Thư hàng, trời ơi. Ôi, ở đâu sình dữ vậy cả. Quá sình nữa cả nhà ơi. Nó mới lội dưới nước lên ăn cả nhà. Quá trời sình rồi cả nhà. Ôi, ôi. Cái nhà có nó xanh kìa, quá trời nặng cái nhà. Thôi để mình rửa luôn nha. Để mình chọn lên mình rửa luôn cái này. Rửa tới sáng nó khô chứ giờ nó quá xanh này. Quá bự cái này. Ui con này có 800-900 gram rồi cả nhà. Quá trời con chuột kìa, trời ơi. Chuột khủng cái nhà ơi. Ui ui con chuột kìa. Quá đã lò xo gì nó banh hết. Tắm cho nó luôn. Ơi, để mình bỏ vô nha. Ở đây mình còn cái nữa cả nhà. Đằng đó con cái là hết. Ui dính con này đủ vốn rồi cả nhà. Giờ thành quả tới nay cũng ngon lành nha. Quá im cả nhà ơi. Lắm cả nhà, 3 kg rồi cả nhà, có 3 kg chuột này cả nhà, cái này 3 kg là tương đối cả nhà, ok, sáng gái 2 kg 5 kg là ngon, cả nhà, quá dữ, quá im, ở đây mình còn cái cuối cùng nha, cũng hy vọng lắm cả nhà, hy vọng đụng thêm một em nữa nha. Còn cái cuối nha, hồi hộp quá, cái cuối của buổi tối hôm nay nha, sao đây sập cả nhà, nha, sập không có con gì cho người ta, đây cái này, ui ui chục cơm, đây cả nhà, chúng không có chứ, nè, một con chục cơm nữa cả nhà, cùng im. Đã không? Cơm cả nhà. Đây. Con chuột cuối cùng nha, của buổi tối nha. Thành quả buổi tối cũng khá là ok nha cả nhà. Buổi tối thăm các bạn cái quạt chuột cả nhà. Cho nói gì là cũng trúng rồi cả nhà. Nè cả nhà. Ôi ôi. Cục ba con khủng long. Ba con khủng long ở nhà, con nào này cả ký luôn. Quá đã. Thôi, mình gỡ nha. Giờ cũng xăm hết 7, dân cũng xăm thăm hết 25 cái 7 cái nhà. Thành quả bữa nay là được 11, 12 chục nữa nha. Ê, còn nó cắn chục con. Cắn chục con ở nhà. Cả nhà. Thành quả tối hôm nay cũng khá là ok nha. Ôi ôi, nặng thế này, à cái mấy 4 kg á. Có mấy con cống quá đã luôn cả nhà. Ôi ôi, quá giật quá giật. Ôi ôi, quá giật. Rồi cả nhà. Bây giờ là mình cũng về nha.
chẳng hạn cả nhà, gặp lại cả nhà buổi sáng nha. Sáng hôm nay mình sẽ tiếp tục đi cuốn bẫy nha cả nhà. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Bây giờ thì trời nó cũng sáng rồi cả nhà. Dân mặt đầu tiến hành đi thăm bẫy nha. Cuốn bẫy luôn chứ. Sáng là đi cuốn bẫy luôn cả nhà. Giờ mình sẽ đi từ từ nha. Đây, mà hôm nay dính con chuột cống, sáng nay mới thế nào, chắc phọc á, phọc cả nhà, dính con một à. Cái đầu tiên chuột lớp. Mà hôm nay dính chuột khủng nữa cả nhà, sáng thế nào đây, sập nữa cả nhà, sập cái dính lên. Ờ chuột cơm. Hôm dính con sáng dính con nha. Hai con. Có lý nha. Đi cọc tiền cái này. Chuột cậu tư lắm nha. Chuột hôm nay ít hơn năm rồi thôi. Năm rồi nhiều quá. Gì đó hả? Trời ơi, ủ bẫy mất tiêu rồi trời. Sảy rồi trời. Trời, nó ở khúc này nó đùng thấy nó mạnh luôn nè. Trời ơi, đùng nó nhảy luôn. Ủi lòng rồi nè, con cống ủi lòng mất tiêu nè. Khôn như thế đây một cái nữa. Sập cái nào dính luôn này, sảy nữa. Ôi trời ngộ đi ta, cái đầu miếng chuột hay chứ kìa, sập nữa, sảy nữa, không dính nữa, dính rồi nè, cầm con lọc con nha. Cái này dính bẹo quá ta. Cái có hai con nữa nha. Đây, đây mình cũng có một cái nữa nha. Sập rồi đó. Dính. Ô, cống cả nhà. Phải vậy chứ. Ít ra phải vậy chứ. Phải vậy chứ bạn ơi. Đây cả nhà. Lụm hàng nha. Ôi ôi. Không giữ, không giữ. Ôi ôi, cũng bự nha nha. Chắc cả nửa ký à. Chắc cả nửa ký luôn nha. Cũng được. Mình chích lùm nó hôm giờ. Tới giờ nó mới dính đây nè. Ây da. Mới được con chuột cống thôi đã đỡ rồi nha. Ở đây chỗ này mình đặt 3 cái nha. Làm thăm cái đây trước rồi nha. Sao đây? Hui hằng. Ồ chuột cơm rồi nha. Đây. Dính chuột cơm. Trời, có chuột là được rồi thế hả? Nghĩ kén này. Kén hồi là phọt luôn à. Phọt con chuột cơm nha, cũng bự nữa nha. Cơm nữa. Qua đây. Ồ mình thấy sập luôn rồi đó. Sao đây? Ui ha. Trời ơi con chuột rắn cả nhà ơi. Chuột rắn chuột con. Để đi. Đi qua đây cái. Bờ này không gì mà không có cống ta.
đây thế nào đấy. Rồi quay không sập luôn, thả họng luôn rồi. Thả họng. Sập. Ba cá với hai con cơm nữa nha. Chỗ này. Chỗ này im quá mà không không giờ. Không được tắm nào hết. Cơm không. Cơm không. Rồi để chút xíu sắp lòng rồi cả nhà. Xíu có sẽ quay tiếp nha. Giờ tiếp tục lại. Một con chuột vàng nữa nha. Hôm hôm con sáng con đó là hai con chạy lung ta lung tung. Lung ta lung tung. Một con nữa. Bên em đặt bốn cái nha cả nhà. Thêm cái này trước nha. Chập cái đó. Dính trong đây. Dính. Một con chuột cơm đó nha. Để đây nha. Chứ về lấy sao. Cái này hôm sảy sáng dính lại không? Dính lại không? Rồi. Hôm sảy sáng xây nữa cả nhà. Cho trái. Ủa. Ra đường nào hay ta? Sảy cả nhà, ra đường nào ta? Trời ơi. Cái này về phải kiền lại cả nhà. Sáng ăn lúa trơn nó nằm trong chõng quậy đùng đùng nó xảy luôn. Đây một cái nữa nha. Sập luôn. Ui hè. Ê. Chút vàng đó nha. Mày tha bự. Tha bự. Một con nữa nha. Như đây mình còn cái nữa, dưới đây. Dưới bộ phim này là nét xong. Sập luôn. Ý, hả không à. Ê, không dính nè. Kỹ ta. Học cái nhà ơi. Học lớp, chút lớp.